Tâm xin chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư cùng các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Tâm. Clip này Tâm sẽ cập nhật cho anh chị cái tình trạng diễn biến thị trường ở thời điểm hiện tại cũng như là trả lời một số cái câu hỏi của những anh chị mà đang quan tâm. Mà những cái câu hỏi này là những cái câu hỏi thường xuyên nhất mà các anh chị đặt câu hỏi cho Tâm. Thì đầu tiên là Tâm cập nhật cho anh chị thị trường hiện tại. Thực ra thì cách đây 3-4 ngày thì Tâm cũng đã lên clip cập nhật qua cho anh chị rồi. Thì thị trường hiện tại thì nó chậm hơn cả những cái cái ngày trước nữa anh chị. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Do mặt bằng hàng ngợp ấy, mà vị trí gọi là tốt ấy, thì cơ bản đến thời điểm hiện tại thì nó không không còn nhiều. Giá thì vẫn đang ở mức giảm khoảng trên 30%. Nhưng mà những cái vị trí đẹp thì cơ bản là có khách mua ở sau cái tin hot là mở nối dài cái đoạn đường Lê Hồng Phong đấy. Gọi là thông đường cái đoạn Lê Hồng Phong nối dài. Và đến thời điểm này thì cái tin này thực sự nó đã nguội hẳn rồi anh chị. Nguội rồi nha anh chị. Bây giờ những khách hàng đi mua thì Tâm cho rằng là những cái yếu tố về tiền gửi tiết kiệm người ta không có hy vọng và không có đặt uh, mục tiêu cao ở cái 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 phương án đầu tư đó nữa và bây giờ họ bắt đầu có khả năng là rút tiền ra <laughs> cũng như là những cái dự báo của <laughs> báo chí những cái thị trường bất động sản uh, khu vực vùng ven thành phố hồ chí minh như đồng nai uh, bình dương thì đã có dấu hiệu như là giao dịch đất nền trở lại đấy thì những cái tin như vậy thì cũng tác động tâm lý nhà đầu tư rất là nhiều Và rất nhiều chuyên gia cũng đưa ra những cái thông tin là cuối 2024 sang 2025 Thì chuyên gia thì bây giờ gia hạn những cái dự đoán anh chị Thì cho rằng là thị trường ở đất này nó sẽ quay trở lại Và những cái thông tin tích cực như vậy thì Cộng với việc lãi suất nó chỉ còn vài phần trăm thôi thì làm cho những nhà đầu tư những cái người mà đang gửi tiết kiệm họ nôn nóng thành ra là có một tỷ lệ nào đó đã bắt đầu đi mua chứ còn thực tế thì không mua ở khu vực hút xây dựng hà nội hay là nhân trạch nói chung thì họ cũng sẽ mua những cái loại đất ở các cái khu đô thị khác các tỉnh thành khác anh chị và trong một cái chu kỳ tăng giá thì khu vực nào nó cũng tăng thôi anh chị cái này là nguyên tắc rồi anh chị này là nước chảy chỗ trúng nếu mà chỗ nào đó mà đã tăng cao thì chắc chắn nước sẽ chảy sang những cái vị trí thấp hơn và cái dòng tiền nó cũng đẩy về đấy và khi đó là cái mặt bằng à, giá của nó sẽ được uh, đẩy lên ở các khu vực khác và nó tạo ra một cái mặt bằng giá bằng như là mặt nước anh chị nước đổ vào chỗ trúng thế nào thì cao thấp thì nó cũng bằng đấy thì uh, hiện tại là xuất hiện nhiều cái vị trí nó trúng trúng như vậy và nhà đầu tư cần phải lựa chọn ra những cái khu vực đầu tư nó phù hợp và tiềm năng nhất và ở nhân trạch thì rõ ràng đây là một thị trường mà tâm nói chia sẻ nhiều nó có nhiều câu chuyện và nó có nhiều sóng hàng đầu ở việt nam luôn và hiện tại thì cái tình trạng mà giao dịch ấy thì nó cũng nếu mà tính toàn cả nhân trạch thì nó cũng lai rai thôi anh chị chứ nó không phải là nó giao dịch nhiều riêng khu vực hút xây dựng hà nội thì như tâm nói là những cái thời điểm có tin lê hồng phong nối dài ấy thì nó giao dịch nhiều nhưng mà khoảng một tuần trở lại đây thì nó chậm hẳn luôn Chậm hẳn luôn nha anh chị Thời điểm trước thì khách đi nườm nượp Thì bây giờ là cơ bản là chỉ có một hai khách đi và gần như là không thấy giao dịch Rất ít gần như không thấy giao dịch Và Nhân trạch thì nhiều khu vực giá thì nó vẫn đang tiếp tục giảm nha anh chị Có khu vực đi có dự án hay là có khu vực có loại hình thì đi ngang Nhưng mà có nhiều loại hình thì giá vẫn tiếp tục giảm ở hút xây dựng Hà Nội thì nhìn chung tâm đánh giá cho rằng là nó có cái dấu hiệu là đi ngang nhưng mà có nhích nhích lên ít anh chị. Đâu đó khoảng cộng 5 đến 7% tùy cái loại sản phẩm. Riêng một số sản phẩm mà sâu sâu giảm giảm giá mà anh chị nào mà bắt đáy như tâm chia sẻ là rất nhiều khách của tâm mà bắt đáy ở những cái giai đoạn đầu 2023 cho đến giữa 2023 ấy, thì họ đã có một mức lợi nhuận cũng tương đối đấy. Đâu đó khoảng 25% cá biệt nhiều nền thì có thể đạt tới 30%. Tất nhiên đây là những con số mình tính và ước lượng với cái giá thị trường trào lên hiện tại. Chứ thực sự là nếu bán ra ấy, thì anh chị phải trừ một số cái chi phí cũng như là giảm giá. Thì anh chị mới giao dịch được chứ không phải là anh chị thấy giá người ta chào là mình ghép vào là nó ra cái giá lợi nhuận đâu. Không có anh chị. Bởi vì thực sự là mà để thanh khoản bất động sản ở giai đoạn này là anh chị phải chấp nhận một cái mức giá nó tốt hơn thị trường phải khẳng định như vậy còn nếu mà giá thị trường thì chắc chắn vị trí của anh chị phải là vị trí đẹp một là mặt tiền hai là nền góc gì đó chứ còn lại là anh chị buộc phải bán rẻ nếu ở vị trí sâu bên trong hiện tại thì cũng còn rất nhiều sản phẩm mà đang ở mức đáy nha anh chị như là eco Sun thì loanh quanh 800 vẫn còn 87 90 mét này à, nhà phố hút xây dựng Hà Nội thì loại cái loại mà 90 92 mét thì loanh quanh cũng 900 mấy thôi còn cái loại hình 100m nếu vị trí sâu thì nó cũng chỉ loanh quanh cỡ 970 thôi. Còn những vị trí bình thường thì giá chào là khoảng loanh quanh 1 tỷ. Nhưng mà thực sự là giao dịch cũng rất chậm. Còn nhà vườn thì nó cũng vẫn có những nền nó giao dịch ở loanh quanh giá hơn 7 triệu thôi. Hơn 7 3 triệu ba anh chị. Sau cái đợt gom của sau tin Lê Hồng Phong ấy, có một lượng khách gom nhà vườn tương đối là nhiều. Cái đó thì Tâm chia sẻ về những ưu thế cũng như điểm mạnh, điểm yếu của nhà vườn rồi. Điểm yếu nhà vườn thực sự là nó chỉ là cái vấn đề về số tiền lớn anh chị. Chứ còn lại nó không có điểm yếu. Bởi vì nhà vườn ở hút xây dựng Hà Nội nó toàn là 12-15 mét bề ngang. Nó rất là vuông vức Và diện tích càng lớn thì đơn giá của nó cũng rẻ. Thành ra là nhà vườn là một cái loại hình mà Tâm cho rằng là rất là là, 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 là có tiềm năng ở khu vực hút xây dựng Hà Nội cũng như những cái chức năng công năng của nó tâm cũng chia sẻ nhiều rồi anh chị có thể tìm và xem lại uh, clip cũ và sau cái đợt gom ở lê hồng phong ấy thì có dấu hiệu nhà đầu tư cũng hơi đuối thành ra là vẫn còn những cái sản phẩm ở khu vực nhóm 2, nhóm 3 này giá 7 triệu ba vẫn còn thì anh chị nào có nhu cầu đầu tư thì cứ inbox cho tâm còn uh, nền mặt tiền lê hồng phong cái tuyến đường mà tâm nói hưởng lợi nhất từ đường uh, từ uh, thông đường lê hồng phong núi dài ấy thì nó cũng chậm và gần như là cũng không có một giao dịch nào. Nếu về nhà phố, nhà vườn cũng rất ít. Rất ít nền rao bán, cũng chỉ có một giao dịch thôi. Nhà phố thì gần như không có luôn nha anh chị. Bây giờ mức giá cũng chỉ loanh quanh mức cũ thôi. Đó là một số cái cập nhật sơ qua về thị trường và hiện tại đến thời điểm hiện tại thì vẫn có những nền mà tiếp tục rao những cái giá khá là ngộp. Và nếu anh chị mà quan tâm đầu tư thì anh chị hoàn toàn có thể đi, đi đi, tìm hiểu dần và xem xét là nền nào ưng ý thì mình xuống tiền còn không thì anh chị cũng đợi túc tác qua tết và tâm cũng cho rằng là nó không không hẳn là nó sẽ 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 có cái đợt tăng giá mạnh hay như thế nào đâu mặc dù là tin tốt gần như là hiện tại là kể kể cả những cái thông tin vĩ mô thông tin tích cực cũng như là những cái thông tin ngay trực tiếp trong dự án về hạ tầng đấy thì nó đều có những cái tin khá tích cực cho khu vực uh, nhân trạch cũng như là hút xây dựng Hà Nội rồi. Nhưng mà cái bối cảnh chung của nền kinh tế cũng như là cái tâm lý sau cái đợt sụt giảm trong khoảng gần 2 năm vừa qua của bất động sản sụt giảm khá sâu và nếu anh chị là những người môi giới hay là những nhà đầu tư mà chưa đầu tư bất động sản vùng ven hay là những nhà đầu tư mà đã rút kịp về sau năm 2022 đấy vào giữa năm 2022 đổ về đầu năm ấy còn thì không nói và anh chị chắc cũng không 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 hiểu nhiều cái sự mất mát cũng như là thiệt hại của tâm lý những nhà đầu tư mà đã bị dính những cái cái cú giảm ở khu vực uh, hút xây dựng Hà Nội hay Nhân Trạch hay là các cái thị trường đất tỉnh đất công đất xào đâu là tâm có rất nhiều anh chị khách hàng chia sẻ bởi vì tâm có những cái clip về các cái loại đất như vậy và các cái dự án khu vực uh, xa loanh quanh uh, Sài Gòn cho ra tới Bình Thuận cơ, rất nhiều khách hàng, à, có rất nhiều dự án của những chủ đầu tư lớn hàng đầu Việt Nam thì họ chia sẻ những câu, câu chuyện rất là buồn anh chị, à, thậm chí cắt lỗ và cho luôn phần tiền đã đóng cũng không có thanh lý được và cũng không có có giải quyết được anh chị và rất nhiều khách là phải bán đi những cái xe hay những cái tài sản mà vốn trí là đang ở đang là những tài sản trung tâm. Ấy tức là họ cắm những tài sản trung tâm để dùng vốn vay đi đầu tư những cái loại bất động sản ở vùng ven vùng tỉnh và sau cú sụt giảm đó thì họ lỗ nặng anh chị. Và thậm chí là những giai đoạn cuối 2022, đầu 2023 thì tâm nói là ở đó tâm chia sẻ rất nhiều clip về thực trạng đó bởi vì rất nhiều khách hàng hỏi những cái dự án cũng như là hỏi những cái phương án. Và giai đoạn đó thì đúng là tâm lý bi quan bao trùm anh chị và ngay cả hút xây dựng Hà Nội tâm nói rồi lúc đó thì chỉ có tâm dẫn vài khách vào khu vực này thôi chứ nó vắng tanh luôn anh chị thậm chí các văn phòng còn đóng cửa mà anh chị chỉ lác đác vài người đi uống cà phê chứ không phải là khách nha anh chị không phải không có môi giới luôn môi giới nghỉ đâu đó 70 phần 80 phần trăm chỉ có một số ở lại thôi ở lại mà dạng như ở nhà xung quanh chứ không phải là ở ngay trực dự án đâu thì lúc đó là những cái khách hàng mà vào bắt đáy ở giai đoạn đó thì lượm rất nhiều cái nền mà giá rẻ 50% từ 40 đến 45 50% là những cái mức mà tâm cho rằng là không nhiều khách hàng mà, mà 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 gom được. Và bây giờ là họ có lợi nhuận đó anh chị. Thì chỉ những khách hàng đó mới có lợi nhuận 25 30% thời điểm hiện tại thôi. Và khu vực hút xây dựng Hà Nội thì để tâm trả lời một số cái câu hỏi mà phổ biến là câu hỏi phổ biến nhất là qua Tết có tăng giá không tâm đây là rất nhiều anh chị mà đi mua và hỏi và thậm chí là những anh chị mà đang nằm dưới đất ở khu vực khu xây dựng Hà Nội là đều hỏi câu hỏi này thì thực ra là nếu mà tâm trả lời cho một cách gọi là minh bạch và đúng với cái 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 cái, cái, cái dự báo mà gọi là mình đang suy nghĩ luôn thì tâm cho rằng là ra Tết thị trường sẽ có những cái giao dịch lai rai như là ở thời điểm hiện tại này. Và thậm chí là nếu mà có những cái tin tích cực hơn thì mới có giao dịch. Còn không, nó vẫn cứ linh sình. Và gần như là trong sau Tết, từ từ thời điểm Tết, tức là tháng 2 dương lịch cho tới khoảng tháng 4 dương lịch thì giá là sẽ không thay đổi gì cả. Đi ngang nha anh chị. Còn đúng chuẩn và đúng như cái dự báo mà Tâm luôn cho rằng là tháng 6, sau tháng 6 dương lịch thì bước vào quý 3 thì sẽ có những cái sức ép từ các nhà đầu tư mà họ cầm tiền quá lâu. Ví dụ như những khách hàng mà đến kỳ đáo hạn cuối năm 2023 vừa rồi thực ra là cũng có một số khách hàng đã đã cầm tiền và vào ở thời điểm này đó anh chị, cộng với tin tốt đấy thì họ bung tiền ra rồi. Và họ cũng cho rằng vùng này là vùng đáy thì Tâm cũng nói nhiều rồi, vùng này là vùng đáy thì anh chị bắt đầu có thể chia vốn mua vào được rồi và những cái khách hàng không chịu không 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 đợi lâu được nữa họ không không gửi tiết kiệm được nữa bởi vì anh chị biết là lạm phát ở Việt Nam là mục tiêu năm 2024 cũng loanh quanh 4 4.5 phần trăm và cái lãi suất tiết kiệm mà 6 tháng ấy một năm thì nó chỉ là đâu đó khoảng 5 phần trăm một số ngân hàng đã xuống 4.7 như Vietcom và Techcom còn nếu mà 6 tháng thì nó xuống dưới 4% anh chị, một số là 3.8 thì đó, 3.7 gì đó rồi. Thành ra là gần như anh chị cầm tiền là anh chị sẽ bị mất giá và không có lợi nhuận gì cả. Nó không có 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 có, có một cái sinh lời gì cả mà nó chỉ là cân bằng với lạm phát thôi. trong khi đó là bất động sản cũng như một số thị trường tài chính khác thì nó đang ở cái vùng gọi là vùng đáy, cái vùng mà nền kinh tế mà đang khó khăn khá là khó khăn, cũng như là đã giảm sâu chiết khấu đâu đó ở mức trên 30% cả rồi. Phần lớn bất động sản vùng ven cũng như là ví dụ như thị trường chứng khoán vậy, từ 1531 điểm đỉnh thì bây giờ nó chỉ còn 1170 80 đấy. Thì thành ra là mức giảm vẫn đâu đó ở mức ba mươi mấy phần trăm. Và chứng khoán thì có hồi ít rồi, bất động sản thì bây giờ là có hồi những cái giao dịch như vậy. Chứ giá thì thực sự là vẫn chưa hồi, giá là vẫn ở vùng đáy nên nó vẫn còn sức hấp dẫn rất là nhiều. thì tâm vẫn chia sẻ là anh chị là đất thổ cư dự án bài bản mà giá bây giờ chỉ có loanh quanh bảy tám triệu một mét thì nó rõ ràng là hấp dẫn rồi. đó là câu hỏi thứ nhất là câu hỏi về anh chị là sau tết có tăng giá ngay không? bởi vì câu hỏi đó nhiều là bởi vì người ta sợ ra tết tăng thì những khách hàng người hỏi mua ấy thì không mua được, tức là phải trả thêm. còn những người bán ấy những anh chị chủ đất thì anh chị Lại cho rằng là nếu mà bán Thời điểm trước Tết mà sau Tết nó tăng Thì họ lại hớ đi một khoản tiền Lợi nhuận Hoặc là khoản tiền mà Đáng ra là để chỉ cần đợi Đâu đó khoảng một tháng thì có thể bán được Thành ra là nó có Đó là cái câu hỏi rất là phổ biến Và thực sự nếu mà trả lời mà Để cho khẳng định ấy, ch Chính xác ấy, thì không ai trả lời được anh chị Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Trả lời mà theo cá nhân tâm một cách khách quan nhất mà tâm đối với tâm thì tâm cho rằng nó vẫn lình sình thôi không có sự biến động về giá và thậm chí là cái lượng giao dịch còn phụ thuộc vào những cái thông tin nó tích cực hay không nữa cơ còn hút xây dựng hà nội là tâm nói là thư hưởng những cái 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 cái, cái địa lợi ở khu vực hạ tầng khu vực này rồi thành ra là nó có những cái cái, cái 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 sức sống mới rồi là việc thông đường là một cái việc mà thay đổi hoàn toàn về cái 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 phong thủy cũng như là cái cảnh quan cái dòng người cái lưu thông anh chị thành ra hút xây dựng hà nội là nó vẫn có một cái gì đó là nó hồi sinh so với cái việc gọi là dự án chết thế là thành phố ma mà nó vốn dí là 20 năm nay là người ta gọi không sai nha anh chị bây giờ anh chị đến thì anh chị vẫn thấy nó vắng tanh vậy thôi cái này là chia sẻ thẳng à, anh chị đi vào thậm chí một mình anh chị mà đi giữa trưa mà anh chị đi xe ô tô hay là đi máy xe máy thì anh chị còn đi ra nhanh chứ còn anh chị mà đi bộ giữa dự án nhiều khi nhiều anh chị còn lạc ấy. Thậm chí là cách đây khoảng 2 tuần thì có một uh, gọi là tên tội phạm anh chị bị công an truy lùng <laughs> không biết ăn trộm hay gì đó là chạy vào dự án hút và trốn nắp dưới nắp cống anh chị đấy câu chuyện này là có thật nha anh chị cách đây khoảng 2 tuần trước cái tin lê hồng phong đâu đó khoảng một tuần tức là khoảng cũng hai 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 ngày gì đó là cũng cũng lâu lâu rồi đấy khoảng tháng đấy thì anh chị thấy là nó mênh mông cỡ nào và đây là anh chị nhìn trên bản đồ tâm nói là anh chị nhìn là ảnh vệ tinh nó chụp lúc là thu hoạch rồi nhá và hiện tại thì cũng một số khu vực như thế này còn một số khu vực thì nó đang là cây mì non chỉ có khu vực nhóm 2 này là, 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 là đang đất trống sạch này chứ còn lại là hầu với lại xây dựng hà nội đơn vị một khu vực có nhà ở nhưng mà người ta vẫn trồng mì còn lại là phần lớn là trồng mì hết ngày xưa trồng keo thì không khác gì rừng anh chị nó tổng lên tới 400 mấy chục hecta mà ba dự án thành hưng hút xây dựng hà nội và đó là cái câu hỏi thứ nhất là câu hỏi về lợi nhuận câu hỏi thứ hai là anh chị nên chọn sản phẩm nào về tâm thì ra thì câu hỏi này là câu hỏi dành cho người nhiều tiền những anh chị nhà đầu tư mà có tiền nhưng mà chưa nắm về dự án bởi vì dự án thực ra thì rất nhiều người cũng mới biết tới. Tuy đây là một dự án khá nổi tiếng và hầu hết các tỉnh thành đều có nhà đầu tư nha anh chị. Bởi vì tâm nói rồi dự án này nó quy mô cực lớn so với mặt bằng chung ở Việt Nam luôn á và nó đủ số lượng nền và đủ cái sản phẩm an toàn để cho tạo được một cái sân chơi mà có những khách hàng vào ra liên tục thì thành ra là khu vực này là rất nhiều người biết tới tuy nhiên là có những anh chị nhà đầu tư thì mới biết tới thôi thì cũng chưa nắm nhiều thì hỏi tâm là đầu tư sản phẩm nào thì thực ra là nếu anh chị mà cứ mở clip tâm nghe hết ấy, thì thực ra là anh chị sẽ thấy tâm nói thẳng tới dòng sản phẩm nào rồi và những người hỏi là những người có tài chính mạnh thì mới hỏi còn những anh chị nào mà tài chính nhít thì tâm luôn cho rằng nhà phố là lựa chọn đầu tiên đây là một dòng sản phẩm có thanh khoản Tốt, thậm chí là khi giảm giá thì nó giảm giá sâu hơn các sản phẩm khác nha anh chị. Bởi vì đây là sản phẩm của những anh chị mà tài chính thấp và ít tiền. Đây là tâm chia sẻ khách quan và thực tế nha anh chị. Thì khi mà có những cái biến động khó khăn về tài chính á, thành ra những sản phẩm nhà phố là những sản phẩm được bị bán tháo rất là mạnh. Từ 1 tỷ tư, 1 tỷ rưỡi mà có những thời điểm là về tám trăm rưỡi, chín trăm. Còn những cái anh chị mà giảm mua 50% á là những cái nền mà Tâm nói rồi, những cái lúc đáy của thị trường. Những lúc không ai đi mua á, thì nó có những khách hàng bán, những người chủ đất bán chỉ có 750 thôi. 750 đến 770 và 800. Còn lại mặt bằng chung ấy là đâu đó khoảng 850, 800 hơn. Thì bây giờ nó cũng khoảng 900 mấy đến 1 tỷ. Đó. Tức là cũng xây dịch lên đâu đó khoảng 15%. 15% cho đến 20%. Thì nhưng mà tùy nhá, những sản phẩm vị trí đẹp thôi và số lượng của nó thực sự thì cũng không nhiều. Và đó là cho thấy rằng là nó là một sản phẩm nhưng mà giảm xuống sâu là bán được ngay, là dòng sản phẩm giá rẻ nó phù hợp với đại đa số nhu cầu của rất nhiều anh chị. Thì đó là sản phẩm nhà phố. Tiếp theo là liền kề. Thì liền kề thì nó là một sản phẩm trung bình cộng của nhà phố và nhà vườn nó đâu đó diện tích từ trăm hai cho đến trăm rưỡi trăm bảy mươi bảy thì cái dòng sản phẩm này thì nó phù hợp với anh chị tài chính trung bình và khi mà thị trường sốt ấy, thì nó cũng giao dịch rất là tốt và tâm nói rồi anh chị đi bất động sản vùng ven thì những cái dòng sản phẩm mà ngang 7 m như là liền kề hay là ngang 6 cũng được tốt hơn thì là 7 hay là thậm chí là anh chị tốt nhất là anh chị chọn những sản phẩm nhà vườn ngang 12 cho đến 15 m thì nó sẽ có những cái lợi thế hơn. Tuy nhiên, bước sang dòng sản phẩm nhà vườn. Đây là một dòng sản phẩm mà lúc đầu nó có mức độ giảm giá ít nhất. Nếu anh chị theo dõi thì tâm cập nhật liên tục. Bởi vì những người mua những cái sản phẩm nhà vườn là những anh chị có tài chính rất tốt. Tâm nói rất tốt và thậm chí là phần lớn là những người trung lưu cho đến giàu trở lên. Thì mới có những cái mức tiền từ 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ ở những thời điểm sốt ấy, thì họ xuống tiền. Sốt 2 tỷ rưỡi thì đâu đó khoảng 2021. Uh, 2022 sang 2020 còn bước sang 2021 2022 thì anh chị phải trả đâu đó khoảng 3 tỷ cho một nền 300m Thế là mức giá thậm chí hơn 3 tỷ là 10 những đỉnh của nhà vườn là 11 triệu một mét nhưng mà những thời điểm nhà phố giảm sâu ấy thì nhà vườn giảm chỉ có ở một mức đâu đó khoảng tầm 25 30 trăm sau này khoảng giữa đâu đó khoảng sang 2023 ấy ở mức tháng tháng tư tháng năm gì đó thì nó mới giảm sâu về mức 7 triệu khá khá nhiều và những cái người bán bán ra lúc đầu của nhà vườn thì gần như không có rất ít anh chị thì lác đác những nền rao bán 7 triệu rưỡi 8 triệu 8 triệu rưỡi nên là họ không 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 phải chịu áp lực bán và những người nắm dưới ấy, thì họ đã xác định mục tiêu là nắm giữ dài hạn và cái giá thực sự trên đơn vị mét vuông ấy thì nhà vườn ở mức giá họ mua từ 9 cho đến 11 triệu thì thực sự là đất thổ cư đường nhựa 12m đến 17m, 16m thì giá nó cũng rất là rẻ rồi. Nên cái áp lực bán không nhiều. Tuy nhiên là sang khoảng cuối 2023 thì số lượng nhà vườn bán ra tương đối nhiều mà Tâm cập nhật cho anh chị. Ấy. Và nó tương đối là kén khách luôn. Bởi vì cái sản phẩm là loanh quanh chỉ có loanh quanh 2 tỷ thôi. Nhưng mà tương đối kén khách. Nhưng mà phải đến cuối 2023, đâu đó từ tháng 10, 11 trở lại đây. Và đặc biệt là trong thời điểm từ đầu tháng 1 đến nay thì hầu hết những cái sản phẩm nhà vườn từ tháng 12 đến chị đúng chính xác là tháng 12 thì người ta bắt đầu mua vào những sản phẩm đẹp rồi nhưng mà thực sự là cái giá nó phải là những cái giá tốt hơn thị trường và giảm sâu thì mới bán được tức là nó lanh quanh đâu đó là từ 7 triệu 8 triệu một số khách hàng thì chiết khấu sâu nó có thậm chí có tới 6 triệu rưỡi 6 triệu 7 nữa cả một mức giá rất là rẻ và đến khi tin Lê Hồng Phong làm thì phần lớn nhà vườn mà ở loanh quanh đường Lê Hồng Phong thì gần như là cỡ 7 triệu, 7 triệu rưỡi là được hấp thu. Cá biệt bây giờ thì chỉ còn những cái nền mà tâm nói là nó sức cầu nó yếu lại đấy. Là ở nhóm 2, nhóm 3 thì có nhà vườn bây giờ là 7 triệu 3. Thì anh chị vẫn hoàn toàn có thể thương lượng được nữa để anh chị lấy. Và tuy nhiên là không thương lượng nhiều đâu. Bởi vì đơn giá mét vuông thổ cư mà hơn 7 triệu như vậy là rẻ rồi. Và khi thị trường sốt ấy, thì Nhà vườn hay nhà phố hay gì là cũng giao dịch cực kỳ hot. Mà cái thời điểm mà trend bỏ phố về rừng anh chị là cái loại nhà vườn lại được săn tìm rất là mạnh. Và nó đẩy giá đâu đó từ 7-8 triệu cho lên thẳng tới 11 triệu trong dịch luôn. Nghĩa là mức tăng đâu đó cũng phải tầm 40-50% trong dịch. Mức tăng rất là nhanh và thậm chí có thời điểm sau Tết đã tăng 30% anh chị. Và sau Tết 2021 ấy tăng 30% khu vực hút xây dựng Hà Nội và đặc biệt những sản phẩm nhà vườn là được săn tìm rất là là, là mạnh. Và có những nền những khách hàng mà ví dụ ví dụ những cái vị trí đường đẹp mà đường 20 m lúc đó là những khách hàng phải trả tới 4 tỷ mấy thì mới mua được một nền 285 đến 300 m của nhà vườn. Và cũng còn một số câu hỏi nữa anh chị mà clip nó cũng tương đối dài, tâm sẽ dành để sau. Và nếu anh chị có nhu cầu ký gửi cũng như đầu tư khu vực hút xây dựng Hà Nội thì anh chị cứ inbox cho Tâm. Tâm sẽ báo giá anh chị chuẩn xác. Bởi vì Tâm là kết nối trực tiếp với những khách hàng mua cũng như là khách hàng bán. Mình hai đầu mình ráp trực tiếp luôn. Mình đứng dưới mình lấy phí môi giới thôi. Chứ mình không phải là dạng đầu nậu hay là thu gom hay gì cả. Bởi vì có rất nhiều. Rất nhiều là thường là anh chị biết là những người mà những làm văn phòng ấy họ là tài chính họ huy động rất là mạnh thì họ thu gom rất là là, là là nhiều thì thành ra là giá anh chị nếu mà anh chị chỉ hỏi ở một người một đơn vị thôi thì anh chị sẽ khó mà có giá tốt thì tất nhiên thời điểm này thì tâm nghĩ là các anh chị chủ đất cũng xem clip của tâm hay là của rất nhiều anh em môi giới thì cũng nắm được giá rồi thành ra là cái phương án mà để hớ thì cũng không, không nhiều nhưng mà trừ khi những trường hợp anh chị công chứng ngay hay gì đó anh chị thu tiền á, thì bắt buộc anh chị phải chấp nhận những cái mức chiết khấu năm âm năm năm trăm thêm á, thêm so với mức giảm thị trường là nó quá bình thường cái đó thì anh chị không nên phải lăn tăn gì cả còn nếu mà giao dịch bình thường á, anh chị cứ gửi tâm báo giá mức thị trường cho anh chị còn cái việc mà khách hàng trả hay là thương lượng với anh chị á, thì tâm sẽ làm trực tiếp với anh chị luôn thì hai bên sẽ ráp giao dịch thì ở dưới tâm lấy phí môi giới thôi phí môi giới khu vực này hiện tại trung bình khoảng 1.5 phần trăm mức trung bình anh chị tất nhiên những nền nhỏ thì là hai phần trăm còn những nền lớn thì có thể nó lên đâu đó khoảng bốn năm tỷ gì đó thì mình lấy 1.5 thôi cá biệt những trường hợp khác thì mình có thể lấy một phần trăm nếu như anh chị nào mà đầu tư vào đu đỉnh hay là thua lỗ thì vì tâm chỉ lấy một phần trăm thôi Cái này thì rất nhiều anh chị nếu mà đã làm việc với tâm thì đều biết và thực sự là mình ăn cái số lượng hơn là cái chất lượng anh chị hơn là cái cái việc mình lấy phí cao mà mình lấy mình bán được số lượng nhiều thì mình sẽ ráp được nhiều cái giao dịch thì mình sẽ kiếm được nhiều hơn đó tức là ăn ít thì thì ăn được nhiều ăn được lâu đó anh chị thì cảm ơn anh chị theo dõi nếu anh chị có nhu cầu thì cứ inbox tâm zalo 0901 385 928 cảm ơn anh chị theo dõi